ra để giúp mình ha. Thì các bạn search trên YouTube á, thì cái thanh tìm kiếm các bạn tìm Help VKT Vlog và các bạn tìm và bấm đăng ký giúp mình nha. Đăng ký giúp mình ủng hộ cho mình lên 1.000 lượt đăng ký nha các bạn. Đăng ký xong các bạn bấm vào cái quả chuông mới được tính nha. Đó, rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, đây, đăng ký ủng hộ Help VKT. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhớ nha, nhớ nha, đăng ký giùm Help nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục thưởng thức cái video thôi. Hello, chúng ta lại quay lại với con game hiệp khách ha. Server này không có server này bán cũ ha, và bán mới không có được con phù sư ha, để nó gọi là pháp sư chứ sao là phù sư ta, nhưng mà server này cũng không có ha. Okay. Để tôi chơi nhân vật nam cho cả nhà vừa lòng, chơi nhân vật nữ bị nói riết. Tiếp tục với một con hiệp khách ha. Con này thì phi có vẻ ít hơn các bạn. Đây, tỷ lệ phi nè ha. Nghe nói là được 30 triệu vàng hóa và 30 triệu vàng thường ha. Để xem. Vàng hóa và vàng thường. Cũng như là vàng phèn. Đây đủ một đúng rồi này, 30 vàng nè, 30 triệu chứ, 30 triệu rồi, 1 2 3 4 5 6 7 30 triệu ha. Để coi VIP nó là VIP mấy nữa. Nè 30 triệu nè. Này là VIP là được VIP mấy đây, để coi coi. VIP 16 luôn ha. Rồi, không còn gì để mà review hết. Rồi, anh em ở lại chơi với mình ha. Gán xem hết video ha. Video cũng nói ngắn gọn thôi chứ hổm gài video nói dài, các bạn chửi mình riết. Nói sao mà anh nói dài, nói dai và nói dở. Thì không có free level ha. Hơi tiếc một chút. Chứ nếu mà free level luôn thì ngon rồi. Đậu phụ. Game còn bị lỗi nữa. Game này được cái là vừa vô là nó free hết rồi ha. Thì chúng ta chỉ việc trải nghiệm thôi. Chơi game thâu riết rồi các bạn nói sao server sập, vừa upgrade nó sập. Thì nay chúng ta quay lại mấy con game server Việt ha, free nhiều ha. Game này thì bản cũ ha chứ không phải bản mới ha, nên cũng không thấy có gì là nó đặc sắc lắm.
Rồi các bạn nhớ đăng ký kênh Heo BKT nha. Mai chiều thì sẽ có thêm nhiều cái video hay, cũng như là nhiều con game server Việt ok cho các bạn ha. Huy nhiều cho các bạn vô trải nghiệm luôn. Rồi tên em trong đêm, gió nghe buồn xót tan. Người yêu ơi hãy quên, nhưng em thấy hôm nào. Gọi tên em trong đêm, để mình nhắn. Ồ, đẩy đi mà cũng có vụ mà dịch chuyển được nữa hả? VIP 16 rất là ngon ha các bạn. Ồ, thích cái nạn dịch chuyển này nè. Chạy rất là nhanh cái nhiệm vụ luôn ha. Cứ vô bấm dịch chuyển, vô bấm dịch chuyển cái nó tới nơi luôn à. Thôi đi vô kiếm một bộ trang phục cho đẹp ha. Mà quên, đang là cái nhiệm vụ này. Đánh boss rớt kim nguyên bảo nha các bạn. Đó thì Huy được 30.000 kim nguyên bảo khóa và kim nguyên bảo hường ha. Rồi VIP 16 luôn ha. Và đánh boss là gớt kim nguyên bảo. Đánh boss là gớt kim nguyên bảo nha các bạn. Nãy giờ đánh mấy con boss là ra boss nào cũng có kim nguyên bảo nha. Nhiều bạn nói mình thì điêu này điêu nọ, khổ lắm. Qua thời trang chúng ta mua trúc sơn gì nè. Đây là gì đây? Hình tượng cuối của con báo hả? Và cái này là gì đây? Hình tượng cuối của sư tử thao tuyệt gì đó hả? Ok. Có cần mặc quần không ta? Ở đây không thấy nó bán dồi ha. Vũ khí đâu rồi? Cho nó bán đồ mà không có bán vũ khí ta. Đây. U Minh nè ha, Mảnh Hổ nè ha. Rồi bây giờ chúng ta vào chúng ta kiếm thú thôi. Đây hổ ảo hóa được không? Đây kích hoạt ha, ảo hóa ok. Rồi vũ khí kích hoạt luôn ha. Đó, dùng tắt ba. Dùng luôn, ừ, kích hoạt luôn, không phải con này, đâu rồi? Con kia đâu rồi? Đây, diêm, ủa? À, cấp 10 mới gọi được nó ha. Ừ, mặc áo luôn. Đó, đó, đẹp luôn. Rồi, đó. Ủa, đâu rồi? Mới thấy đây mà ta. Đó, dịch chuyển đó đẹp luôn. Con game này nó bị cái giống gì á, đầu giờ thì nó lại qua con ngựa tào lao như vậy. Ồ
ok 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 bay chim bướm xinh dòng chút đi ra mất đi đậu phụ đó, ít ra phải vậy chứ. Rồi ở đây có nhân vật bảy rồi, ở đâu rồi, có thú cưỡi. Thú cưỡi là nãy đang cãi con này mà, đậu quá cô ấy chơi cao à. Thuần phục, ok ok, ta đi xuống ngựa. Đó giờ lên lại rồi nè, đậu xanh rau muống mắm tôm đó, đánh boss nè. Rồi bây giờ test đánh boss cho các bạn xem ha. Đó, đánh boss là ra kim nguyên bảo ha, mở random ha các bạn. Đó nè, đánh lại nè, đó đó, đánh ba con là ra ba cục ha. Rồi ok, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Game mình cũng khá quen thuộc rồi nên không có gì mà để chúng ta review hết. Ok, bye bye, chào tạm biệt cả nhà. Nhớ like và share ha. Ở đây còn gì nữa đây? À còn tiêu phí nè, cũng được. Quà tăng cấp nè ha. Quà tăng cấp có gì ạ? Nhẫn càng khôn đồ ha, đồ cũng ngon. Quà online nè, đó. Rất là nhiều quà nạp, nhiều quà tặng này nọ cho các bạn. Đó, vật phẩm rơi nè, bó bảng nè, A-Zep nè, đăng nhập 7 ngày nè. Đó, qua ngày mai thì chúng ta sẽ nhận được một thần binh ha. Đó, một con thú sừng viên xương gì đó, gì tùm lum, không rành gì game này ha. Đó, ngày thứ 6 và thứ 7 nhận được thêm mảnh thần binh ha. Đây, đăng nhập 3 tháng, ngày nào cũng có kim nguyên bảo. Ok, đó, nhiệm vụ thần binh thần bí vậy đó. Đầu tư ha, cung gì không đầu tư. Bạn đầu tư giúp cho mình ha, đầu tư đi, có lời chứ không phải là không lời đâu. Đâu rồi. Rồi, ok, giới thiệu đến các bạn như vậy thôi. Rồi các bạn nhớ cho mình một like, một share ha. Và đừng quên đăng ký kênh HelpVKT để ủng hộ mình nha các bạn. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.